Hai, xin chào anh em. Hôm nay Cường đã rất là may mắn có mặt ở tại gara của anh Thanh để trải nghiệm cái máy Autel 906 Pro trên cái dòng xe Honda Civic đời 2008. Xin mời anh em cùng lên xe ạ. Vâng, cái xe Honda Civic này đời 2008 thì cái jack OBD2 nó nằm ở đây nha anh em. Đây. Đó. Và bây giờ thì tôi sẽ dùng cái máy Autel 906 Pro này để chẩn đoán cái Honda Civic này. Đó, tôi sẽ vào Honda này anh em. Và ok. Rồi, ở đây thì nó có một cái tính năng là tự động quét tất cả. Tôi vào tôi đọc VIN, RIC VIN này. Xe này là xe nhập, cho nên là nó sẽ nhận được số VIN ngay. Đây, thị trường Nhật Bản. Đây, Civic đời 2008 đấy, nó tự động nhận xe rồi. Ở trong này thì tôi sẽ vào Auto Scan, quét tất cả hệ thống này. Rồi, Falcon. Trên cái xe này thì có rất là nhiều thông tin ở trên cái máy, rất nhiều hộp, nhưng mà trên xe này thì nó chỉ trang bị một số hộp thôi. Cho nên là tôi Falcon nhưng hơi lâu. Đó, hộp động cơ, hộp số ABS. Vâng, thì đây là cái hộp mà cái xe, cái máy nó đọc được ra. Hiện tại là cái hộp body thì nó có một cái lỗi là P1906 này. Immobilizer Lost Connection with Ground Control Module. Là cái này là thiết bị mất kết nối với cái immobilizer, với cái module điều khiển của cái đồng hồ. Và cái lỗi tên cái hệ thống EPS là Engine Speed Signal, là tín hiệu của tốc độ động cơ. Bây giờ hai cái lỗi này tôi thử xóa đi, tại vì ở trên cái đồng hồ tắp lô thì nó không hiển thị cái lỗi. Bây giờ thì đấy, trên đồng hồ tắp lô thì không có lỗi. Chẳng qua là trong lúc chẩn đoán thì tôi quét ra cái lỗi này, tôi xóa nó đi. Ở đây có tính năng Array, Quit Array là xóa tất cả này. Đó, tôi đang xóa đấy. Tôi nghĩ là xóa đi nó hết. Mất kết nối này là do anh em làm điện tháo ra hoặc là thôi, không hết. Có lỗi thật sự. Đây, vẫn là có cái lỗi B này. B1906 này, để kêu anh em xử lý. Và cái lỗi 21 này. Thì đây là cái đây là anh em muốn chọn từng hệ thống để anh em vào đây chọn cho nó nhanh, ví dụ như động cơ này, hộp số này, ABS này, túi khí này, đồng hồ này, thắng này, áp suất lốp. Còn anh em vào cái tính năng nâng cao thì anh em cứ vào đây. Đó, anh em reset dầu này, reset má phanh, áp suất lốp, reset áp suất lốp, reset bình ắc quy, xả gió, hay là reset bầu DPF, cài chìa khóa, rồi cài mạc kim phun, cái góc lái và cái hệ thống suspension là hệ thống treo. Đó, cái này là reset hỏng ga, reset cửa, cái này là reset ghế, cái này là cân bằng độ trùng, cái này là odometer là reset đồng hồ. Đó, cái này là thông tin xe. Thông tin xe là đây, anh em có thể vào đây. Ở trên nó thì tính năng xe vịt thì ở trong này nó có một cái số tính năng đó. Tính năng bảo dưỡng. Đó, power chain, truyền đồng, rồi chassis là khung gầm, body. Đó. Vâng, thì tôi vừa dùng cái 909 để đọc cái lỗi qua cái xe Honda Civic đời 2008. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi và cảm ơn và chào và hẹn gặp lại.